Hakim'in aa. Rồi, xin là xin thân mến được chào đón hết tất cả các anh chị trong đại gia đình V6. Ngày hôm nay trở lại với lại chương trình thì tối hôm nay xin là rất là vui để được chia sẻ với lại các anh chị một vài điểm để mà cho chúng ta có thể làm được những cái demo nó có được cái kết quả được hiệu nghiệm hơn, cũng giống như là giúp cho các anh chị làm sao để chúng ta khi mà làm demo chúng ta không có bị gọi là mất đi những cái chất liệu của nó và làm không có được thấy được cái kết quả được 100%, bởi vì thực sự thì sản phẩm của Secret đưa ra một cái kết quả rất là tuyệt vời. Tuy nhiên có những cái kỹ năng khi mình làm facial thì chúng ta phải chú ý đến một vài cái điều nhỏ là khi mình làm phải cần có những cái động tác và những cái thao tác làm sao. Thì tối hôm nay Trina rất vui để được chia sẻ mọi cái thao tác đó cũng giống như là cái kỹ năng đó với lại hết tất cả các anh chị ở khắp nơi. Hiện tại bây giờ thì Trina đang ở bên bên Cali, mình ở ngay chỗ Phúc Lộc Thọ. Về đây được một hôm rồi các anh chị em bắt đầu tiến hành qua bên một cái thị trường mới. Qua những ngày vừa rồi thì các anh chị cũng biết là rất nhiều những cái bận rộn, tại vì các anh chị em đang mở những cái thị trường ở như là những nơi Houston, bên Dallas, Texas và cái thị trường ở bên đó thì chúng ta làm được rất là thành công các anh chị. Từ cái thị trường ở bên đó đó thì các anh chị biết đó là qua những cái ngày vừa qua cũng là mỗi một nơi khi mà chúng ta đưa, mỗi một nơi các anh chị em leader đi đến đâu thì chúng ta học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm ở đó. Lý do tại sao là các anh chị khi mà làm những cái buổi wow party đó thì như chuyên là có chia sẻ với lại hết tất cả các anh chị em ở trong đội nhóm, mỗi khi mà có những cái wow party nào, cái điều mà anh chị cần thiết phải để ý, thứ nhất là cái vấn đề mà mình chụp hình trước và sau, cái điều thứ hai nữa đó là khi anh chị làm cái demo cho người khác á thì chúng ta cần phải có những cái bước làm sao để chúng ta có thể làm cho nó đúng để nó ra được cái kết quả được cái sự thuyết phục nhiều thì người khách người ta mới thấy, người ta thích thú về cái sản phẩm của chúng ta. Thì các anh chị biết đó là khi mà làm cái wow party có những cái sản phẩm mà chúng ta cần phải làm demo cho khách và có những cái sản phẩm anh chị không cần phải làm cái demo, anh chị chỉ có thể bày ra một cái bàn trang trí theo những cái gọi là cái mắt nhìn của mỗi một người, làm sao để cho khách người ta thấy cái sản phẩm của chúng ta nó có một cái chất lượng cao, và khi người ta nhìn vào những cái sản phẩm của mình là người ta cảm thấy người ta thích ngay. Thì anh chị biết đó là mỗi một cái wow party đó thì chúng ta có thể đến những cái nó gọi là dollar store để các anh chị có thể mua những cái decoration như là những cái bông, cái hoa, những cái hạt bi hoặc là những cái mà nó làm cho cái bàn của mình nó gọi là nó có một cái màu, nó có một cái màu sắc nó linh động. Thì các anh chị nhìn thấy những cái bức hình, những cái bức gọi là những cái picture mà Trina có post lên ở trong Facebook, ở trong V6 của chúng ta hoặc là ở trong cái wall của Trina đó, các anh chị có thể vô trong đó để các anh chị có thể share qua cho những người bạn hay là những người đối tác của mình để họ thấy được những cái hình đó và họ có thể bắt chước theo. Thì đó là cái cách tốt nhất mà Trina thấy. Có 5 sản phẩm mà các anh chị cần phải làm demo khi mà các anh chị tổ chức một cái wall party, khi mà mình đứng lên để mà mình thuyết trình những cái sản phẩm. Cái sản phẩm đầu tiên á mà Trina muốn nói ở đây là cái sản phẩm nail file. Anh chị cần phải có cái đó là tại vì chúng ta có thể chứng minh cho một người khách, người ta thấy hai cái ngón cái, ví dụ như bây giờ chúng ta có thể mời một người khác lên để làm volunteer, có nghĩa là người tình nguyện lên đó anh chị. Các anh chị có thể dùng cái nail file, nó gọi là cái buffer của cái nail kit á, thì ở trên cái buffer của cái nail kit họ đã hướng dẫn rất là rõ ràng ba mặt. Thứ nhất là ví dụ như anh chị nhìn thấy cái mặt màu xanh, cái mặt màu màu xám và cái mặt màu trắng, thì trong ba cái mặt đó đó các anh chị có thể dùng cái tay
thường á thì chuyên nào luôn luôn làm ở trên cái ngón cái của cái người khách. Lý do tại sao là tại vì khi người khách người ta nhìn vào cái tay cái đó, cái ngón lớn á, người ta sẽ luôn luôn dùng cái ngón đó để người ta hay 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 nhắn tin, hay là người ta dùng cái điện thoại để người ta đánh trên cái bàn phím, thì người ta sẽ nhìn ngay ra cái ngón cái của mình là một bên nó có một cái sự bóng và một cái ngón bên kia thì nó không có cái sự gọi là đẹp. Thì vì vậy đó, người ta sẽ nhớ ngay tới mình và người ta sẽ thích ngay cái sản phẩm của mình. Và cái ngón cái nó cũng nó gọi là cái phao của cái ngón đó, nó cũng lớn nữa, cho nên chúng ta sẽ dễ để mà cho mọi người xung quanh người ta nhìn thấy cái kết quả ngay ở trên cái buffer đó các anh chị, nó gọi là cái buffing block. Thì cái step đầu tiên á là mình đã biết được là mình phải dùng cái màu xanh. Sau khi mà mình dùng cái màu xanh xong rồi, anh chị có thể qua tới cái màu xám để anh chị có thể chà ở trên cái ngón tay của họ, và cái cuối cùng đó là anh chị dùng cái màu màu trắng để chúng ta lấy những cái dầu, gọi là cái dầu ở ngay chỗ cái ngón tay của họ lên. Và cái dầu này là đương nhiên là cái dầu từ ở cái bàn tay của họ. Thì khi mà anh chị cho họ thấy được cái sự khác biệt ở hai cái ngón tay cái như vậy, thì lúc đó đó anh chị sẽ có cái cơ hội để anh chị chia sẻ với họ về nguyên một cái bộ nail kit mà ở trong công ty của chúng ta với cái giá agent chúng ta mua vào là chỉ có 19 đồng 99, có nghĩa là khoảng chừng 20 đô mà thôi. Trong một tiệm nail thì chúng ta có thể bán một cái nail kit đó ra là với cái giá 35 đô, hoặc là chúng ta có thể bán cái giá là 45 đô. Với cái giá ở bên ngoài mà khi Trina đến những cái tiệm gọi là cái tiệm mà để Trina nhớ cái nào shopping mall đó, thì anh chị biết là anh chị thấy cái đó đó người ta bán với cái giá 69 đô. Thì trong công ty của chúng ta là chúng ta chỉ bán với cái giá như vậy là có 20 đô thôi. Nếu mà bán với cái giá 35 đô thì anh chị cũng đã lời được như vậy là 15 đồng rồi. Thì đó là cái đầu tiên mà anh chị cần phải lưu ý ha. Cái thứ hai mà sản phẩm thứ hai mà anh chị nên để cho khách trải nghiệm á là cái sản phẩm gọi là oil and salt scrub. Khi mà người khách nếu mà mình có cái cơ hội mình tổ chức được ở nhà đó các anh chị, thì các anh chị nên để set up một cái bàn riêng để chúng ta lấy một tí của cái oil scrub cộng với lại cái body butter, một cái thau nước, và bên cạnh nữa là có một cái thau gọi là cái thau mà để hứng những cái nước dơ khi mà người ta rửa cái tay của họ. Thì nếu như anh chị chuẩn bị được cái đó đó, anh chị sẽ đưa cho khách một tí về cái oil scrub để họ họ giống như là massage nhẹ nhàng lên cái bàn tay của họ khoảng chừng 30 giây thôi. Thì sau khi người ta massage lên cái tay của họ rồi đó, thì anh chị có thể lấy cái nước để anh chị có thể rửa cái bàn tay của họ đi. Thì sau khi rửa cái bàn tay của họ đi rồi đó, là ngay lập tức anh chị sẽ cho khách người ta trải nghiệm ngay cái body butter của mình. Một tí thôi là chúng ta có thể seal, có nghĩa là chúng ta có thể làm như là một cái miếng, một cái nó một cái màng để nó có thể nó giữ lại hết được những cái tinh chất của cái essential oil từ cái oil scrub mà chúng ta đã đưa vào để mà nó thẩm thấu vô trong những cái lớp da bên ngoài cho tới những cái lớp da bên trong của khách. Thì khi mà người ta đã dùng cái body butter rồi thì cái bàn tay của họ sẽ rất là mịn màng và nó sẽ không có bị khô. Mặc dù là nếu khách họ có đi rửa tay đi nữa, nhưng mà cái độ mịn và cái độ ẩm đó nó sẽ luôn luôn nó giữ qua tới ngày hôm sau, chứ không phải là họ bị mất đi ngay lập tức. Thì đó là hai cái sản phẩm luôn luôn đi đôi với lại cái wow party của mình khi mà anh chị tổ chức. Sau khi mà người ta đã có được hai cái sản phẩm đó, người ta trải nghiệm qua rồi, nếu như bây giờ mà chúng ta muốn cho khách người ta trải nghiệm thêm những cái dòng sản phẩm mà nó gọi là wow product nữa đó, thì sản phẩm kế tiếp mà Trina giới thiệu đến với các anh chị đó là cái sản phẩm mà nó gọi là cái polishing peel. Trong cái polishing peel này nè anh chị, là nó nằm ở bên trong cái hạ cái line màu xanh nước biển. Nó gọi là để khi nào mở cái này lên thì các anh chị có thể thấy cái sản phẩm nào là cái sản phẩm mà khi nào muốn nói đến ha.
screen. Ok, bây giờ anh chị có thể thấy được cái sản phẩm này chưa? Ok, các anh chị thấy được cái sản phẩm này rồi phải không ạ? Rồi, thì cái sản phẩm này là khi mà chúng ta trải nghiệm cho khách á, anh chị có thể không cần phải bỏ lên cái mặt của khách. Nếu những người khách mà người ta đang có những cái make up ở trên mặt rồi thì đương nhiên là khách người ta sẽ không có thích. Nếu như là một người khách nam á thì các anh chị có thể thử ở trên nửa cái khuôn mặt của khách, hoặc là chúng ta có thể thử ở trên cái bàn tay, có nghĩa là tựa cái cùi chỏ đi xuống ở ngay chỗ cái tay của mình, là cái nơi mà mình mang cái đồng hồ đó, nhưng mà anh chị đương nhiên là phải để ở ngay chỗ ở phía bên trong của cái lòng bàn tay. Thì anh chị có thể bỏ lên trên cái đó và nói với người khách là người ta sẽ dùng ba cái ngón tay của họ để người ta có thể massage nhẹ nhàng ở trên cái tay của họ khoảng chừng 2 phút. Thì khi mà họ bắt đầu massage cho đi theo cái vòng tròn như vậy thì chúng ta sẽ thấy là những cái tế bào, những cái da chết của cái tay của họ sẽ bắt đầu là lột, giống như là người ta sẽ lột ra. Thì khi mà người ta lột ra như vậy đó, anh chị có thể dùng một cái paper towel, hoặc là anh chị có thể dùng một cái khăn tissue thôi, không cần phải dùng cái khăn ấm, để chúng ta có thể lấy đi hết những cái tế bào chết đó. Khi mà cái tay của người ta đã sạch sẽ rồi đó thì chúng ta có thể cho họ thử. Thứ nhất đó là anh chị có thể lấy cái body butter để chúng ta có thể siêu lại cái bàn tay đó cho họ, để họ thấy được đó là cái da không có bị khô, nó khỏi cái lỗ chân lông của họ được sạch sẽ. Nếu như mà có một người khác nào mà người ta muốn thử về cái sản phẩm kế tiếp á, mà chuyên nào muốn nói tới là cái M4, thì các anh chị cũng có thể thử trên cái bàn tay đó của họ. Nếu như mà họ không không muốn thử cái M4 ở trên đó đó thì anh chị có thể bỏ lên cái body butter, và khách người ta sẽ thấy là hai cái bàn tay bên tay trái hoặc là bên tay phải, cái tay nào mà chúng ta đã dùng cái polishing peel để bỏ lên rồi thì đương nhiên là cái tay đó nó sẽ rất là sạch. Nó sạch ở mức độ là nhìn hai cái màu nó sẽ có cái độ sáng khác nhau. Một bên nó sẽ rất là sáng và một bên kia thì cái da nó sẽ không có được sáng và nó không có được gọi là mịn màng như vậy. Thì khi mà chúng ta làm cái demo đó cho khách xong đó, là anh chị biết là khách người ta sẽ cảm nhận ra được cái sự mịn màng ngay. Thì nếu như mà chúng ta trải nghiệm cái đó xong thì anh chị có thể hướng dẫn cho khách đây là cái sản phẩm mà anh chị có thể dùng một tuần một lần ở trên cái khuôn mặt của mình để lấy ra những cái tế bào chết, những cái nó gọi là những cái da nó cằn cỗi, những cái da nó mệt mỏi, để làm chi, để mà anh chị có thể thấy được cái làn da mới ở bên trong của mình, nó tái tạo ra một cái làn da nó gọi là mạnh mẽ hơn, nó sạch hơn. Bên cạnh á, một điều mà chuyên là với cái kinh nghiệm của cá nhân của mình á, thì chuyên là thấy là với cái sản phẩm mà cái mask mineral rich peeling gel này nè các anh chị, trước khi mà chuyên là làm một cái mặt nạ gọi là recover mask cho khách á, thì những cái người khách nào mà họ có cái tuổi chừng 50, độ 50 tuổi trở lên, mà mình nhìn thấy cái da của họ có vẻ như là nó xám lại, nó không có được mịn màng và nó không có cái độ gọi là cái độ mà mềm á, thì chuyên là luôn luôn dùng cái polishing peel này để lấy ra cái tế bào chết cho họ trước khi mà chuyên là bỏ cái recover mask lên. Tại sao chuyên là muốn làm như vậy? Là tại vì mình không muốn bỏ một cái recover mask, là một cái sản phẩm rất là độc đáo, lên trên một cái lớp da dày, hay mình gọi một cái cách khác là lên trên một cái lớp da cũ. Tại vì chúng ta muốn là cái tinh chất của cái recover mask nó phải nằm ở trên một cái lớp da nó sạch sẽ và đương nhiên là cái lớp da mới. Thì khi mà chúng ta bỏ được lên cái đó rồi đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái kết quả của cái demo nó sẽ rất là đẹp và nó sẽ có cái độ sáng rất là so sánh với lại một nửa mà chúng ta không làm thì nó hoàn toàn là nó khác nhau. Thì một vài cái điểm đó đó là anh chị cần phải lưu ý nếu như anh chị muốn cho cái recover mask của mình, cái người khách người ta cảm nhận ra cái kết quả tuyệt vời, thì anh chị nên lưu ý tới cái điểm đó.
Rồi bây giờ đó tới cái sản phẩm kế tiếp như lúc nãy chuyên nhà thưa với các anh chị là cái sản phẩm của cái M4. Thì qua cái sản phẩm này nè, các anh chị nhớ nha, để chuyên nhà pull up lên đây. Đây là cái sản phẩm của cái M4. Ở trong đây đó anh chị thấy đó là ngoài những cái chất mà nó gọi là main ingredient, có nghĩa là những cái tinh chất từ từ biển chết nào. Ở trong đây nó còn có cái primrose oil, nó có cái cucumber, có nghĩa là cái trái 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 dưa leo, tiếng Việt mình gọi là trái dưa leo, và nó có luôn cả cái green tea nữa anh chị. Và ngoài cái đó ra, chúng ta còn thấy được là nó có cái vitamin của B5, vitamin A, vitamin C và vitamin E, hoặc là gọi là vitamin E đó. Trong cái sản phẩm của cái này là thì có một vài cái điều mà chuyên là cần anh chị phải lưu ý khi chúng ta làm về cái demo. Sản phẩm này rất là tuyệt vời, nếu mà anh chị muốn chứng minh cho người khác á, người ta thấy được cái sự hoàn thiện ở một vài điểm sau đây. Cái thứ nhất á, là cái sản phẩm M4 có thể giúp cho cái điều đầu tiên là cái người khách được se khít lại cái lỗ chân lông nè. Cái thứ hai nữa đó là sau khi người ta dùng cái M4, người ta sẽ thấy được là một nửa của cái khuôn mặt của họ được sáng hơn, có nghĩa là cái sắc tố của cái màu da nó được sáng hơn. Bởi vì đó cái M4 ở trong này là nó có cái chất bùn, và cái bùn đó đó nó tác động chung với lại những cái tinh chất mà lúc nãy Trina vừa mới chia sẻ với các anh chị. Cộng lẫn với lại cái phần mà khi chúng ta lấy ra thì chúng ta dùng cái cục nam châm, vì cái cục nam châm nó cũng là một cái loại giống như là nó có cái điện ở trong đó, nó có cái điện, thành ra khi mà mình lấy cái cục mà nam châm mà mình đưa lên cái khuôn mặt của người ta để mình lấy ra những cái chất bùn đó các anh chị, thì nó sẽ lấy ra hết những cái chất dơ mà nó nằm ở trong lỗ chân lông của cái người khách đó. Vì thế sau khi mà cái bùn được lấy ra rồi đó thì các anh chị sẽ không có thấy cái da của họ bị những cái giống như là những cái màu mà nó sạm nữa, mà bên cạnh đó đó anh chị sẽ thấy là cái màu da của họ, cái sắc tố da của họ sẽ sáng lên rất là nhiều. Cộng lẫn với lại anh chị sẽ thấy đó là cái một nửa khuôn mặt của người khác sẽ được thon thả hơn. Lý do tại sao là bởi vì á, nhờ có cái cục nam châm là nó có cái dòng điện thì nó sẽ nâng cái khuôn mặt của cái người khác đó lên một tí, nó sẽ giúp cho cái người khách cảm nhận ra được á, là cái mặt người ta thon thả hơn. Tiếp theo nữa đó, đặc biệt là cho những người mà da khô, ai mà có những cái làn da mà mình cảm thấy là nó bị già nua đó các anh chị, dùng cái sản phẩm M4 này rất là tuyệt vời. Khi mà mình dùng sản phẩm này đó thì đương nhiên khi anh chị lấy cái nó gọi là cái bùn ra, thì chúng ta sẽ để lại trên cái khuôn mặt của khách cái dầu. Thì cái tinh dầu này nè, bởi vì đó trong cái tinh dầu của cái từ cái primrose oil, và trong đó nó cộng lẫn với lại những cái tea green, nó đưa cho chúng ta thẩm thấu vô ở trong cái làn da của họ những cái tinh chất đó, nó nuôi dưỡng cái làn da. Có nhiều người đó, người ta thấy là sau khi lấy nó ra rồi thì nó có một cái như nó có một cái độ bóng ở trên cái làn da của họ như là dầu. Nhiều người họ không thích, nhưng mà lát nữa chuyên là sẽ giải thích cho các anh chị là bằng cách nào để chúng ta có thể lấy ra cái dầu đó mà không để lại nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nói đến cái phần mà khi mà cái làn da của họ bị khô, các anh chị bỏ cái M4 lên đó, cái điều mà anh chị cần phải lưu ý ha. Thứ nhất là cái thời gian, cho những người mà giống như là Á Đông như chúng ta đó, thì với cái kinh nghiệm là đã làm rất nhiều những cái demo cho khách, thì chuyên là khuyên các anh chị là phải nên để cái sản phẩm M4 này trên cái khuôn mặt của họ ít nhất là 20 phút cho tới 25 phút. Không có nên để ít hơn cái thời gian đó. Tại vì khi anh chị mà vội vã đó, anh chị lấy cái mặt nạ đó xuống sớm á, thì anh chị sẽ không có thấy được cái kết quả được nhiều. Bởi vì khi mà cái bùn nó lên trên cái mặt của mình đó các anh chị, thì ở trong đó đó là chúng ta sẽ thấy là nó phải cần cái thời gian để nó hút ra được những cái tinh chất, nó gọi là những cái chất dơ mà nó đọng ở trong những cái lỗ chân lông của mình lâu ngày.
thì nó phải cần có cái thời gian để nó gọi là để nó luân chuyển và để nó hút ra. Thì nếu mà anh chị nào mà có cái sự kiên nhẫn mà anh chị để qua 20 phút cho tới 25 phút á, rồi anh chị dùng cái 500 anh chị lấy ra, thì khi mà lấy ra cái thao tác mà anh chị hoặc là cái nơi mà anh chị bắt đầu là anh chị luôn luôn phải bắt đầu từ ở dưới cái cằm của cái người khác. Anh chị dùng cái, anh chị không nên lấy cái giấy nó quá dày để anh chị wrap, có nghĩa là anh chị bao bọc lại cái 500, mà anh chị nên lấy cái giấy gọi là cái giấy chùi miệng khi mà mình ăn, nó gọi là tissue, cái giấy napkin á. Hoặc nếu mà không có thì anh chị cũng có thể dùng cái giấy mà nó gọi là TT, hay nói một cái cách là cái giấy vệ sinh, cái giấy mà tissue paper, thì anh chị wrap nó một cái lớp mỏng thôi, không có nên wrap cái lớp dày quá. Thì lấy là cái động tác là từ ở dưới cằm của họ, và anh chị đưa một cái giống như là đưa một cái motion, cái thao tác nó đi lên trên cái màng tai của họ, và sau tiếp theo là bắt đầu từ ở ngay chỗ cái giữa miệng của mình, và anh chị đi lên tới cái màng tai, và cứ tiếp tục như vậy cho tới khi anh chị làm lên trên cái phần trán của khách. Sau khi mà anh chị đã lấy xuống hết rồi đó, thì đương nhiên nếu mà anh chị thấy cái độ dầu nhiều quá đó, thì đây là một cách mà anh chị có thể lấy đi bớt cái độ dầu đó nữa, là anh chị wrap cái tissue đó lại thêm một lần nữa, và anh chị có thể lau lấy bớt cái dầu ra. Thì khi mà anh chị lấy thêm một, giống như anh chị đi một cái lớp rất là nhẹ nhàng lại thêm một lần nữa qua cái làn da của họ, thì đương nhiên là những cái lớp dầu đó nó sẽ hút ra, nhờ cái 500 đó nó sẽ hút những cái dầu đó ra thêm, thì họ sẽ không có bị cái dầu nó nhiều quá. Nhưng mà sau khi làm như vậy rồi đó, thì anh chị không cần thiết phải bỏ thêm như là toner, hay là anh chị không cần thiết phải bỏ thêm những cái moisturizer hoặc là face serum lên nữa. Bởi vì á, trong cái dầu đó đó, nó có một cái, nó để lại một cái màng, nó gọi là một, giống như là một cái màng, một cái lớp rất là màng mỏng. Nếu mà chúng ta vô hình chung mà anh chị dùng cái tay mà anh chị đưa thêm một cái sản phẩm khác, ví dụ như là một cái face serum đi, anh chị bỏ lên trên cái khuôn mặt của họ, mà anh chị vô tình anh chị lấy cái tay anh chị chà đó, thì anh chị sẽ thấy được á, là cái mặt của họ nó sẽ ra những cái lớp như là, những cái lớp như là dầu mỡ nó đóng vào đó, thì nó sẽ làm cho cái khuôn mặt người ta không có được tốt. Mà cái cách mà chuyên nào khuyên anh chị đó là khi làm cái amphor, thì sau khi làm cái amphor rồi, chúng ta không cần thiết phải bỏ một cái sản phẩm nào lên hết. Nếu như mà nhiều dầu thì anh chị lại lấy cái 500 đó và đi một lớp rất là nhẹ nhàng trên cái khuôn mặt của họ để lấy đi cái lớp dầu, và anh chị để cái mặt của họ y đúc như vậy, và để cho họ soi cái kiếng hoặc là soi cái gương để họ nhìn thấy được cái sự khác biệt. Và tại vì sao anh chị sẽ chỉ cho người khác, thứ nhất là cái hai bên cái mặt của họ đó, cái bên nào mà dùng cái amphor rồi thì cái lỗ chân lông sẽ xe khít lại, và cái cheekbone, có nghĩa là cái gò má của họ sẽ được nâng lên, những cái lớp nhăn ở ngay chỗ ở trên cái quần, ở ngay chỗ cái phần mắt của họ đó các anh chị, cũng sẽ được hoàn thiện hơn khoảng chừng từ 50 tới 70%, nếu như anh chị để đủ cái thời gian để mà cho những cái chất đó thẩm thấu vào. Và bên cạnh á, là anh chị sẽ thấy cái sắc tố của cái màu da nó sẽ sáng lên rất là nhiều. Thì sau khi anh chị khuyến khích cái người khách á, là nếu như mà người khách đó có cái da khô, thì trong một tuần người ta có thể dùng một lần, hoặc là nếu như người ta muốn cải thiện lại cái khuôn mặt để cho nó giữ được cái độ trẻ trung như vậy, thì người ta có thể dùng một lần, một tuần, nhiều nhất là 2 lần thôi, chứ không nên dùng nhiều. Bởi vì cái tinh dầu đó nó sẽ làm cho cái làn da của họ trẻ hóa lại, sau khi nó thẩm thấu vào thì cái tinh dầu đó sẽ giúp cho cái làn da sẽ tái tạo lại, và sẽ làm cho những cái nó gọi là cái skin cell của mình được tốt hơn. Thì cái amphor của mình đơn giản là anh chị khi mà apply lên hoặc là thoa lên trên mặt của người khác á, không cần phải là đen hết ở một cái phần mặt của người ta, mà anh chị có thể dùng cái muỗng mà ở trong cái amphor công ty đã cộng luôn ở trong đó cho chúng ta rồi. Anh chị chỉ cần đi một cái lớp nhẹ nhàng lên từng, giống như anh chị đi qua một cái lớp và anh chị đi thêm những cái lớp kế tiếp và kế tiếp nữa, thì anh chị sẽ không có bị để một cái lớp da nào mà trống hết,
thì cái lớp dầu đó sẽ đi xuyên qua từng cái làn da của cái người khác, là anh chị thấy là không có phải chỗ nào anh chị cũng nhìn thấy nó bị đen. Thì đó là cái sự khác biệt của cái M4 và cái mất mát. Tại vì chúng ta có hai loại, như gọi là cái hai loại mặt nạ bùn, mà cái mặt nạ này là đặc biệt là cho những người da khô và cho những người mà gọi là ở cái lứa tuổi mà chống lão hóa. Còn cái mặt nạ mà khô về cái mất mát các anh chị thì nó lại đi ngược lại cho những cái người nào da dầu, và ví dụ như từ cái lứa tuổi teenager là cái lứa tuổi mà gọi là 14, 15 tuổi dậy thì cả nam cả nữ hoặc là lớn hơn nữa là chúng ta có thể dùng cái sản phẩm của cái mất mát. Nhưng mà cái M4 này thì chuyên là khuyên là không nên dùng cho cái lứa tuổi nhỏ quá, tại vì các cháu nó không cần phải dùng như vậy ha. Thì cái M4 của mình á, là một cái sản phẩm có thể nói là rất là đặc biệt của công ty của mình, một một dòng sản phẩm chủ đạo khi mà các anh chị làm demo cho khách. Vì thế chúng ta không nên bỏ qua cái sản phẩm này khi các anh chị làm những cái wow party, mà phải cần tận dụng. Và cái tận dụng của các anh chị ở đây đó là phải làm đúng đúng thời gian và dùng đủ cái sản phẩm của mình, không cần phải nhiều quá và không phải là ít quá, nhưng cái kết quả nó phải tạo ra được 100% để khi người khác người ta thấy thì người ta sẽ gọi là yêu thích cái sản phẩm của mình ngay. Thì đó mới là cái điều cần, một cái yếu tố mà cần thiết nhất mà chuyên làm muốn cân nhắc ở đây với các anh chị khi mà chúng ta làm. Sản phẩm kế tiếp mà chuyên làm muốn giới thiệu với các anh chị ở đây là sản phẩm mà lúc nãy chuyên là có chia sẻ, đó là sản phẩm mà nó gọi là mất mát. Thì cái sản phẩm mất mát này là các anh chị nhớ nha, là những người nào mà người ta bị nó gọi là bị da dầu ha, hoặc là cái da của người ta không có được sạch á, và người ta bị những cái problem về cái làn da mà nó luôn luôn có những cái mụn cám. Các anh chị có thể giúp cho họ để họ dùng cái mặt nạ này. Tuy nhiên trong cái mặt nạ này đó, chúng ta cần phải lưu ý ở một vài điểm ở đây để chuyên nào có thể pull up lên cái mặt nạ đó cho các anh chị xem ha. Thứ nhất đó, những em mà teenager, những cháu mà trẻ đó, thì chúng ta nên khuyên là một tuần chúng ta phải nên dùng cái mặt nạ đó một lần hoặc là hai lần. Nhưng khi mà anh chị bỏ cái mặt nạ này lên trên mặt của mình á, đây là cái sản phẩm mà chuyên là muốn nói tới cho các anh chị đây. Can you see that? Ok. Rồi các anh chị thấy ở đây ha, cái mặt nạ này luôn luôn là các anh chị phải bỏ lên một cái lớp rất là mỏng, không có nên bỏ một cái lớp quá dày, tại vì khi mà chúng ta bỏ cái lớp dày lên quá đó, chúng ta sẽ làm cho cái da của cái người đó bị burn, nó có một cái cảm giác như là bị sót và họ cảm thấy là họ bị khó chịu. Đương nhiên khi mà chúng ta bỏ cái mặt nạ này lên á, thì đây là một cái mặt nạ mà chuyên là thấy là nó cần cái thời gian ngắn nhất, có nghĩa là khi chúng ta nhìn thấy cái mặt nạ khô hết ở trên cái khuôn mặt của họ rồi, là chúng ta có thể nhờ cái người đó đi rửa lại cái mặt của họ bằng nước ấm. Cái thời gian mà chúng ta thấy ở đây đó là trung bình là từ 7 phút cho tới 10 phút là các anh chị đã thấy được cái mặt nạ này nó khô rồi. Thì trong cái mặt nạ này là các anh chị thấy á, là ngoài những cái công dụng như là lúc nãy chuyên là nói ra, cho rất thích hợp cho những người mà người ta bị những cái mụn, hoặc là cái mặt người ta có cái chất dầu ra nhiều quá, thì nó sẽ giống như là làm giảm bớt đi rất là nhiều. Bởi vì ở trong đây đó các anh chị thấy là nó có thêm cả cái jojoba oil. Thì cái jojoba oil nó giúp cho cái gì các anh chị biết không? Nó giúp cho cái nhất á, là làm cho cái làn da của mình nó không có bị viêm. Thứ hai nữa là nó giúp cho cái độ mà gọi là săn chắc của cái làn da được tốt hơn. Và làn sau khi mà mình rửa cái mặt đi đó thì các anh chị sẽ thấy cái làn da của người ta rất là mềm mại. Thì qua cái sản phẩm này đó, khi mà cái người mà người ta bị cái acne là bị cái mụn, tùy theo cái loại mụn anh chị ha, nếu mà cái mụn mà nó bị sưng nhiều quá đó thì các anh chị nên nói với họ là trong một tuần
dùng có thể là dùng hai lần, nhưng có những cái mụn mà nó gọi là những cái mụn bọc mà nó có mũ á, thì không có cần giống như là phải bỏ lên hết trên cái khuôn mặt, mà chúng ta có thể dùng ở ngay chỗ cái phần mà mụn đó thôi. Để làm chi? Là tại vì nó sẽ giúp cho cái mụn đó nó xẹp xuống, nó sẽ làm cho cái phần viêm của cái đó nó được không có còn bị sưng lên nữa. Là tại vì ở trong đây nó có cái chất nó gọi là aloe vera, nó sẽ làm cho cái đó nó không có bị sưng lên, và nó sẽ giúp cho cái phần da của cái ngay chỗ đó nó được sạch. Thì nếu như mà các anh chị làm cho người khác lần đầu tiên á, đa số là người ta sẽ cảm nhận được cái sự mà khó chịu, cái sự mà nó rát. Nhưng mà sau khi mà người ta dùng được 1 hoặc 2 phút rồi đó, thì cái đó nó sẽ bắt đầu nó từ từ nó đi xuống. Bởi thế cho nên những cái lần sau mà người ta dùng thì các anh chị phải nên giống như là warning họ, hay là cảnh báo với họ là chị nên dùng một tuần một lần thôi, cho tới khi mà người ta cảm thấy cái da người ta không có còn bị sót khi mà bỏ lên trên cái khuôn mặt người ta nữa, thì người ta có thể tăng lên 1 tuần là 2 lần. Sau khi mà người ta rửa cái này xuống đó các anh chị, thì đương nhiên là cái làn da của người ta rất là khô. Ngay lập tức các anh chị phải khuyên họ là phải bỏ lên cái toner, để cái toner đó nó giúp cho cái da của họ có lại được cái độ ẩm, và nó cân bằng lại cái độ nó gọi là cái độ kềm của cái da đó, thì họ sẽ không có cảm thấy khó chịu. Cái bước kế tiếp khi mà người ta bỏ cái toner lên, thì người ta có thể dùng cái nó gọi là cái moisturizer, hoặc là cái day cream, hoặc là cái night cream, để người ta giúp cho cái làn da của cái người khác đó cảm thấy mềm mại, và nó đưa những cái tinh chất của cái mineral, có nghĩa là khoáng chất của cái sản phẩm đó đi vào ở bên trong cái lớp da ở phía bên trong. Thì bắt đầu khi mà cái những cái mụn mà nó xẹp xuống rồi đó, thì những cái chất này nó đi vô, thì họ sẽ giúp cho cái làn da của bên trong nó trở thành một cái lớp da mạnh mẽ hơn. Thì khi mà cái lớp da bên ngoài đã lột ra rồi đó, thì nó mỗi một ngày nó sẽ làm cho cái làn da nó không có còn bị những cái chất viêm và những cái chất sưng nữa. Thì lúc đó là người ta sẽ cảm thấy sau 1 tuần hoặc là sau 2 tuần thì những cái mụn bọc đó nó sẽ khô lại, và từ từ nó sẽ được hết. Thì đó là cái mặt nạ kế tiếp mà Trina muốn chia sẻ với lại các anh chị. Qua những cái thời gian vừa qua đó, khi mà đi làm thị trường với lại các anh chị em, thì Trina thấy rất là vui, bởi vì ở bên thị trường của South Carolina có 2 chị mà mình muốn chia sẻ ở đây. Là thứ nhất là chị Jennifer Đỗ và chị Linh. Tại vì 2 chị em này đó, sau khi mà Trina hướng dẫn và chia sẻ cái cách để mà làm facial, làm demo cho khách, đặc biệt đó là cái dòng sản phẩm mà nó gọi là màu xanh lá cây, 4 dòng sản phẩm mà Trina có nói với lại các anh chị em, là chúng ta có cái làm cái demo mà nó gọi là 60 second magic demo, là chỉ trong vòng 60 giây thôi chúng ta sẽ thấy được một cái phần bên cái mắt của một người khác, người ta sẽ hoàn thiện từ 50 cho tới 70%. Thì 4 cái dòng sản phẩm này đó, chúng ta đã có một cái video clip mà anh chị em đã bỏ lên trên cái nhóm của V6, là dùng những cái sản phẩm nào trước và cái thao tác của cái sản phẩm này chúng ta làm sao để nó có cái kết quả. Thì anh chị nào mà chưa coi qua cái video clip đó thì anh chị nên lên trên cái nhóm của V6 để anh chị lấy cái video clip đó về. Và nếu như mà anh chị có cái sản phẩm đó ở trong tay đó, thì nên lấy ra ngay để anh chị trải nghiệm cho chính bản thân của mình, để anh chị thấy được cái kết quả của 4 cái sản phẩm đó ra như thế nào. Trong cái thời gian vừa qua thì Trina có nghe chị Jennifer chia sẻ là cái thời gian gần đây đó, hầu như mỗi một ngày là chị đều làm cái sản phẩm đó cho khách. Và trong cái tuần vừa qua thì chị đã bán được như vậy là 6 bộ gọi là 60 second demo cho những người khách của mình, và họ rất là happy. Bên cạnh đó, thì chị Linh cũng đã dùng 4 cái sản phẩm này để làm cho những cái người khách của mình, và họ cũng rất là happy. Bằng chứng đó, các anh chị thấy là ở trong cái video của chúng ta, Linh đã đưa lên những cái tấm hình để cho các anh chị thấy được cái sự khác biệt của nó.
sau khi mà người khách người ta dùng như thế nào. Và tuyệt vời hơn nữa đó là các anh chị thấy được những cái lời chia sẻ của những người khác, người ta sau khi người ta làm cái facial đó, cái cảm nhận của người ta ra sao và người ta thích cái sản phẩm nào. Thì Linh với lại chị Jennifer làm đã làm được rất là tốt, và nhờ những cái sự thành công đó, những cái gọi là những cái lời chia sẻ đó của những cái người khách của mình, vô hình chung đã làm cho chị Jennifer và đã giúp cho chị Linh tăng thêm cái phần tin tưởng và tăng thêm cái phần gọi là tự tin nơi chính bản thân của mình. Sau khi mà mình làm được nhiều cái kết quả như vậy đó, là chúng ta sẽ cảm nhận là nó không có khó để khi chúng ta đi ra làm những cái demo. Và sau khi mà mình càng làm nhiều những cái demo đó thì cái bàn tay của mình lại lại càng điêu luyện hơn. Tại vì người ta thường hay nói một cái câu là practice that makes it perfect, phải không các anh chị? Thì mỗi một ngày nếu mà các anh chị chỉ cần làm cho một hoặc là hai người khác thôi, và trung bình cứ mỗi một ngày như vậy thì trong một tuần á, là các anh chị có thể làm được ít nhất là 10 người khác. Thì 10 người khác như vậy đó là các anh chị đã tăng được cái income rồi. Bởi vì anh chị có thể add thêm những cái, nó gọi là những cái service vô trong cái tiệm của mình. Bên cạnh đó đó, chúng ta sẽ có được những cái người khác gọi là prefer customer. Thì nó sẽ giúp cho các anh chị có thêm được từ 25% cho tới 50% lợi nhuận khi mà người ta mua những cái dòng sản phẩm đó về. Và anh chị sẽ có được cái credit, nó gọi là cái product credit, để anh chị lấy những cái dòng sản phẩm đó về cho cái tiệm của mình hay là cho chính bản thân của mình, để các anh chị dùng cho cá nhân của mình nè, và chúng ta dùng những cái sản phẩm đó để chúng ta đi làm demo cho khách. Thì tối hôm nay đó, Chuyên là chị muốn chia sẻ với các anh chị qua những cái dòng sản phẩm đó thôi. Tuần tới chúng ta sẽ nói nhiều cái cách làm sao để làm demo cho bốn dòng sản phẩm của thứ nhất là cái màu xanh lá cây, cái thứ hai nữa là cái bước cái step làm như thế nào của cái mặt nạ gọi là recover mask, mà để cho cái người khách người ta thấy được cái kết quả và người ta yêu mến cái kết quả và sản phẩm của mình ngay, và người ta có thể mua cái sản phẩm đó ngay lập tức. Thì tuần tới Trina sẽ chia sẻ về cái phần đó đến các anh chị. Tối hôm nay thì Trina xin phép là được nâng cái call ở đây. Nếu mà các anh chị nào có cái câu hỏi gì đó thì Trina sẽ được trả lời để giúp cho các anh chị qua những cái sản phẩm mà lúc nãy Trina chia sẻ. Rồi chúng ta sẽ ngưng cái call, tại vì lát nữa đây Trina còn phải có một người khách để Trina phải gặp để làm demo cho chị ấy. Bây giờ thì Trina sẽ mở cái đường live ra, nếu mà anh chị nào có câu hỏi thì nhờ các anh chị hãy giơ tay lên nha. Ok, chị thấy Patricia có một cái bàn tay ở đây. Em có câu hỏi gì cho chị hả em? Dạ chị, em thì em chưa có làm cái mask qua cho những cái người mà nó có mụn á chị, mà hồi nãy chị nói là nó có mình làm ngay cái chỗ mà area người ta có mụn á, thì khi mà chị apply lên vậy thì nó có work effectively straight away hay là mình phải do a couple of times next few times in order to see the effectiveness? Ok, để trả lời cái câu hỏi của em á, thì chị có thể chia sẻ với em như vậy nào. Cái người nào mà khi mà họ đến mà họ có những cái mụn bọc hoặc là những cái mụn mà em thấy là nó có mụn quá, mà nhiều quá đó, thì đương nhiên là em phải nói với họ là thứ nhất á, là phải rửa sạch cái mặt của họ bằng cách em có thể cho họ dùng cái cục xà bông mất sốt nè, để mà họ rửa cái mặt của họ ra ha. Thì khi mà những cái mụn đó nó nằm nhiều quá đó, nếu như mà em dùng cái mud mask mà em bỏ lên hết cái mặt của họ thì họ sẽ cảm thấy rất là khó. Cho nên là em chỉ dùng cái Q-tip để mà em lấy cái mud mask đó, em bỏ lên trên những cái mụn bọc của họ và em để cho họ, nếu mà khi em bỏ lên á thì em phải bỏ lên nó hơi dày một tí, là tại vì những cái mụn bọc đó nó đang bị viêm. Nếu mà mình bỏ nó mỏng quá thì nó sẽ không đủ cái chất để mà nó thẩm thấu vô, để mà nó làm cho cái mụn đó nó hẹp xuống. Nếu như mà em bỏ nó hơi dày một tí thì khi mà họ ngồi ở đó khoảng chừng 20 phút á, thì cái chất đó nó thẩm thấu vô thì nó sẽ làm cho cái mụn đó nó sẽ hẹp đi được một phần nào. Nhưng mà đương nhiên là em sẽ không thấy nó hoàn thiện được ngay lập tức 100%, nó chỉ được một phần nào đó thôi.
Thì sau khi mà người ta cảm nhận được như vậy rồi đó, thì em có thể khuyên họ là trong một tuần, nếu mà họ làm như vậy mỗi một, có nghĩa là mỗi ngày thứ hai á, họ có thể dùng cái Q-tip và họ chấm lên những cái mụn ở ngay đó, để cho những cái mụn đó nó từ từ nó tan đi. Và sau khi nó xẹp xuống rồi đó, thì người ta nên giữ cái da cho nó sạch, và sau một tuần hoặc là 2 tuần, khi mà những cái đó nó khô lại rồi, thì chúng ta có thể dùng hết trên cái khuôn mặt của họ, nhưng đương nhiên là phải dùng một cái lớp rất là mỏng, chứ không có nên dùng cái lớp dày em ha. Thì sau một thời gian cái da họ sẽ được tốt hơn. Thì những cái mà nó có mũ đó, thì mình phải wash nó với cái mắt sối phải chị? Wash với Hay cái là loại mứt sốt, đúng rồi em. Tuy nhiên á, nếu như mỗi một ngày mà buổi sáng và buổi tối mà họ wash với cái mứt sốt mà họ không có chịu dùng cái mà nó gọi là toner và cái moisturizer đó, thì cái da của họ sẽ rất là khô. Ok, cho nên khi mà họ dùng cái mứt sốt á, thì em phải luôn luôn nhắc nhở họ là trong một ngày khi mà anh chị rửa mặt bằng cái mứt sốt xong, thì phải nên, hoặc là các cháu dùng xong phải nên bỏ lên trên cái khuôn mặt của họ cái toner, để cho nó giữ được cái độ ẩm và nó không có làm cho cái da mặt của họ nó khô. Thì khi mà nó khô, cái mụn nó sẽ làm cho họ rất là khó chịu em ha. Ok rồi, thank you. no problem em. Chị thấy Vi có câu hỏi ở đây cho chị sẽ mở đường dây cho Vi nha. Ok Vi ơi, chị đây. Chị Trinh ơi, em hỏi về cái mất mát đó chị. Em thấy ở trên cái hướng dẫn nó đó là em coi cái video clip là của mấy anh chị à, mình cũng có từ trên video trên trên YouTube á, là khi mà mình dùng cái mát mát là mình là họ họ hướng dẫn mình là mình lấy cái tay á, mình chà cho nó khô, mình chà để mình lấy mấy cái tế bào chết ra, rồi sau đó mình phải dùng nước ấm mình rửa mặt. Mà hồi nãy em nghe chị nói là mình dùng nước ấm, vậy thì mình cái cách là gì? Ý của em muốn nói ở đây đó là mình dùng Là cái tự mất mát hay là mình dùng cái mặt nạ mà để lấy đi tế bào chết hả em? cái nó má đó chị, cái nó má là về cái cách mình rửa là cái thì em thấy là trên cái hướng dẫn người ta hướng dẫn là khi mà mình dùng cái vết máy xong á là mình lấy cái tay á mình chà cho nó khô cho nó bong ra hết hết ra Khi thì mà mình mới được. Ok, khi mà cái mất mát đó em nó khô lại đó, thì nếu như mà em lấy cái tay mà em chà đó, thì chị khuyên em là không nên, đặc biệt là trên những cái lớp da mà người ta đang bị mụn, bởi vì em biết là khi cái da người ta đang bị mụn đó, là em tránh về những cái vấn đề mà mặt xa là để cho nó cọ sát vào trong cái làn da của họ, tại vì nếu mà em massage á, thì em sẽ vô tình làm cho cái mặt của họ, cái da của họ khó chịu hơn. Bởi thế đó là cái mứt mát đó em chỉ nói họ là không có nên rửa bằng cái nước quá lạnh, cũng không nên rửa bằng cái nước quá nóng, chỉ rửa bằng cái nước hơi ấm mà thôi. Mà khi mà họ rửa xong rồi đó, thì cũng không nên lấy cái khăn mà lau thật là khô, mà chỉ nên lấy cái khăn mà mình chọc chọc lên cái mặt của họ để cho nó lấy đi những cái nước. Sau đó thì em nên bỏ cái toner lên, chứ không nên dùng cái tay của mình mà chà cái mất mát ra em ạ. Em lấy cái tay để em chà, giống như là em kỳ cái mặt nạ, nó gọi là cái polish peel đó, cái peeling gel đó, chứ em không có nên lấy cái tay mà em chà cái mặt nạ bùn ra. Tại vì cái mặt nạ bùn á, một khi mà nó khô rồi là nó bám vào trong cái da của mình rất là nhiều. Những ai mà có da dầu, chúng ta sẽ thấy nó có những cái giống như là lỗ 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 ở trên cái mặt của mình. Mà em cứ tưởng tượng á, là em lấy cái tay mà em chà cái đó ra đó, nó sẽ cọ sát vào trong cái làn da của họ, và nó sẽ làm cho cái da đó nó có một cái phản ứng rất là khó chịu. Nên chị không khuyên là để chà ra, chị không khuyên như thế em nhé. kiểu như là đó là cái da cũng cái da mà những người mà họ bình thường thì có nên chà không? Cái da bình thường đó em,
cũng không nên chà, bởi vì em chỉ cần rửa thôi là em đã thấy được cái độ sạch của cái làn da rồi. Cho nên là chị khuyên là không nên chà gì cả, mà chỉ nên rửa đi bằng cái nước ấm thôi em. Bây giờ ấy mà sao em càng lấy em chà ra không rồi, do em xài á là em lên trên trên dạ để em tìm hiểu coi cái người ta dùng thế nào, mà em thấy sao mấy cái bên ngoài á nghĩ là chà hết là mình chà. Nếu mà em chà nhẹ lên cái da của em mà em cảm thấy là nó không có khó chịu á, mà nó không có làm cho da của em nó bị quá khô, cái cọ sát nó không có làm cho da của em khó chịu thì không sao hết. Nhưng mà đặc biệt là cái da mà người ta đang bị viêm, những cái dầu mà cái da người ta đang bị sưng bởi vì cái mụn á, thì dứt khoát là chị không khuyên nha. Hèn gì em dùng cái lớp mát đây nè, cái da của em á nó bị khô. Dạ. Em đó là cái này mình lý ra mình dưỡng da thì nó phải đẹp chứ, là bữa giờ em thắc mắc hoài. Ok, vậy là hôm nay em có được câu trả lời rồi phải không nào? Ok rồi, không có chị em thứ hai tuần tới là em sẽ có hàng nha, rồi có gì chị sẽ nói chuyện với chị sau ha. Ok chị, chào em nhá. Ok các anh chị, vậy thì Trina mến chào hết tất cả các anh chị ha, và chúc cho cả nhà được vui một ngày làm công việc, được nhiều cái năng lượng và nhiều cái kết quả. Và hẹn gặp lại các anh chị vào tối thứ sáu qua cái bài chia sẻ của anh Đức Thảo về tư duy. Mong là được các anh chị tham gia đầy đủ, và nhờ các anh chị là thường xuyên lên trên cái nhóm của V6 để cập nhật những cái thông tin, cũng giống như là để thấy được những cái hình ảnh của anh chị em ở đâu. Hiện tại bây giờ chúng ta đang làm việc ở dưới Santa Ana, và bắt đầu từ ngày 29 thì anh chị em sẽ về ở dưới San Jose, và tiếp theo đó là chúng ta sẽ về ở bên Florida. Đó là những cái chương trình kế tiếp mà các anh chị em sẽ về và những cái nơi các anh chị em sẽ đến. Nếu anh chị nào có khách ở nơi đó thì hãy liên lạc với các anh chị em ở V6. Thân mến, xin chào hết tất cả các anh chị và chúc mọi người được hạnh phúc. Bye bye!